Ồ, Ôi, cái gì nó giòn. đã chứ. Ôi. Vợ chồng Phương xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay vợ chồng nhà Phương có một món chiên, đó là cá diêu hồng chiên xù cả nhà. Nó nhìn rất là hấp dẫn luôn, với lại là cái ở bên ngoài của nó vàng lơm luôn, nhìn rất là ngon luôn. Vợ chồng Phương mời cả nhà cùng với vợ chồng Phương ăn món cá diêu hồng chiên xù nha. Cá diêu hồng chiên xù cuốn bánh tráng nha cả nhà. Cái gì chứ, cả nhà nhìn ly nước mắm là thấy mê rồi nha. Rất là đậm đặc luôn. Vợ chồng nhà Phương thì ăn nước mắm tỏi chanh thôi cả nhà, chứ ít có thích ăn mắm me nên là không có làm nước mắm mắm me, nhưng mà mỗi người mỗi sở thích. Bỏ cái rau này lên, bỏ xương ra, bỏ dưa leo lên, rồi cả cho vợ luôn. Trời ơi, cảm ơn chồng. Ngờ rí không? Ôi nóng, nóng quá hả? Nóng lắm. Ôi cá này nẹt quá nha. Ừ, cá dưa hồng này nạt rất là nhiều luôn. Thơm. Nhìn ngon. Vô. Thì nếu cả nhà mà muốn ăn no hơn thì mình có thể cuốn bún vào trong này nha cả nhà, thì ăn nó sẽ đầy đủ hơn. Còn này vợ chồng Vương muốn ăn nhiều rau nhiều cá hơn thì mình không có cuốn bún vào trong này. Rồi, mời cả nhà. Ngon quá. Cá mới chiên ra nó mới hỏi dần rụm luôn cả nhà. Ngon. Tức là mình chấm lúc cái cuốn như thế này nè thì nước mắm nó sẽ thấm vô bên trong nữa, ăn nó rất là ngon luôn. Tại vì mình giả chua ngọt ngọt nên là không có sợ bị mặn á cả nhà. Cái này gọi là chấm ngập cho nước mắm luôn á cả nhà. Mình sẽ ăn thử cái ra. Ồ, nó giòn. Cái tâm diễm trong tay luôn á. Nè, giờ kẹp cái này ăn luôn. Rồi. Có xương mà. Không, không có xương. Rất là giòn luôn, ăn thử đi. Nó bự, nó to cái miệng nữa. Đã ha, giòn. Còn cái phần ở trên lưng sống nữa cả nhà, nó rất là giòn luôn. Ngon quá. Nó giòn. Ngon quá. Mình cuốn bánh chén nên là cá diêu hầm này cũng khá là nhiều nẹt á cả nhà. Mình ăn là phải có một miếng nồi tí vô thì nó thơm cả nhà. Ý, em bỏ dưa leo. Rồi, tiếp tục ăn thôi, cuốn cái này cả nhà. Quá. Dưa leo mình có thể cuốn ăn kèm hoặc là mình cắn riêng ở ngoài cả nhà. Vợ chồng mình sẽ quyết định ăn hết cái con cá này luôn cả nhà. Con cá này hôm nay ngon quá. Bỏ ra cuốn. Đó, vợ chồng mình ăn hết hết một bên này nè. Sẽ trở lại một bên còn lại.
giãn giòn luôn cơ á. Nó rụm à. Mà nó thơm nữa cả nhà. Ôi cái wow. Đã chứ. Ôi. Nó không có xương đâu. Ôi. Wow. Này cả nhà, nha, nhiều đây mà cuốn quá chừng thịt luôn. Con cá này hai người ăn vừa cả nhà. Hai người là ăn vừa ngon luôn á. Làm cá ký mà. Ừ. Cái máy. Con cá này ăn xứng đáng. Hầu như là mình chưa ăn cái món gì mà chiên cá chiên xù hết. Ừ. Kèm dớt. Ăn bây giờ mày thấy nước mắm nó cay nha. Thấm. Cái lần cá này Phương ăn lạc nhiều hơn chồng Phương nữa. Cũng ăn bỏ ghét luôn á. Thật à. Nè. Ta ăn xương rồi dưới chứ. Dành ăn mình hết rồi. Giòn. Ừ, nó béo. Bộ xương đó nè, chút xíu à. Ở trong nhà Phương chiên hết một con cá diêu hồng chiên giòn luôn cả, chiên xù luôn cả nhà. Cá diêu hồng thì ở đâu cũng có thôi. Con cá này cũng rất là phổ biến mà tùy theo cái cách chế biến của mình á thì nó đúng theo cái sở thích của mình thì ăn nó sẽ ngon hơn cả nhà. Có người thì người ta sẽ hấp hấp với lại củ hành tây, nhưng mà Phương thấy thì cá này á chỉ có chiên xù như thế này ăn với lại mắm me hoặc là mắm tỏi á, tỏi chanh á thì cũng rất là ngon luôn. Vợ chồng Phương xin kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà có yêu thích video của vợ chồng Phương thì cho vợ chồng Phương xin một like, bấm vào nút đỏ bên dưới và bấm vào cái chuông kế bên để theo dõi những video mới tiếp theo của vợ chồng nhà Phương. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này. Xin chào.